đi cưng, lựa đi bé. Trời ơi con bé mới bị, trời ơi con bị cái này là gì vậy? Là gì vậy đó? Trời đất ơi, cái cổ con bị sao vậy? Chết rồi, con bé nó bị ma da cắn cái gì rồi bé ơi. Trời ơi chết là cái cổ cưng rồi. Chết rồi. Trời ơi đâu rồi chị coi coi. Trời ơi chết rồi. Ê chị nước mắm mày sách thái. 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 Chị thử. Ngày thứ hai đầu tuần. Ok rồi. Chị nước mắm. Còn ông dán làm dấu luôn đi, cái này nè là của mình nè. Chị ơi, thầy đồ ở phía sau tìm em á, nãy tìm em kìa. Thầy đồn hả? Này cho ông kia đi 30 vé số giữ giùm coi, đưa gỗ này lựa cái 200. Hôm nay thứ hai đầu tuần nha mọi người nha, thì nhìn thấy khung cảnh không điều hiu lắm, buồn này không có ủng hộ chắc phải hơi chậm á, hay khách yếu quá. Mua ghế ngoài đem vô nè, chiên gì chiên nước mắm hay sao thái, để bàn sẵn rồi mua ghế đem vô á cả nhà. Có ghế ở đây để bàn sẵn rồi mua ghế đem vô, ai cầm ghế đem vô. Bàn là để sẵn còn ghế mua ở ngoài đem vô, ngồi ở đâu ngồi. Lấy mấy gỗ ra coi. Cái chi anh chị ơi. Thầy lượn kìa. Lựa đi chị. Trời gì kỳ vậy trời. Mở hàng không chịu mở hàng mà hung hoài à. Lựa đi anh, lựa đi anh. Ông thầy đường nha. Ông thầy đường ghê ghê tòm quá trời quá đất. Bởi hồi xưa giờ người ta nói đúng phải không? Ông thầy đường là cũng ghê hết trơn á. Bà hai á hả? Kệ đi bà già cả, kệ bà đi, bà sống nay chết mai à. Bà nói được cứ cho bà nói hiểu không? Mà quan trọng là anh sao? Ồ anh thương em là được rồi. Ồ đó quan trọng là anh thôi, còn vấn đề bà hai muốn quan tâm hiểu không? Ăn gì vậy? Vợ anh cho anh ăn phải không? Cho su. Tại sao anh mua cho su su mà nó mua cho tôi? Đem qua giùm. Đem qua giùm em mua cho su su. Không có, đem qua giùm mà. Ok em tin anh. Mua giùm nha chứ không ai mua cho su su.
vô lựa đi. Rồi mở nhạc gì kỳ vậy? Ba loại nhạc nó giật vô. Anh chỉ nước mắm sốt thái nha. Sốt thái cho anh nè, đếm giùm đi nè. Rồi lựa đi ấy. Vô đây nè. Dạ rồi. Cảm ơn con nha, đâu ra củ cà gót vậy? Ai cho vậy? Mới bắn hả? Trời ơi, giỏi dữ vậy trời. Rồi, cái mình ảnh nó đòi lên đây là con Nghi. Trời ơi, dễ thương quá à. Đợi xin, anh mua ghế á, hồi nó vô ngồi con luôn con này. Ủa anh mua chưa? Mua rồi. Không, ý là mua ghế chưa? Chưa. Anh mua, anh lời đã anh mua ghế đi, anh lấy cái đó lại anh trả tiền cho em. Cái đó là anh mua đồ ăn được. Mua mua ở đâu? Đó, anh lời đẳng anh lấy cái ghế như nó bán 30. Thì á, lấy cái đó lại đây, thì dù hai cái là 60 ngàn. Ví dụ anh ăn 100 ngàn, chỉ bù thêm 40 nữa thôi là anh mua đồ của em được rồi. Để có ghế ngồi luôn, anh lời đẳng anh mua đi. Cho anh ta ra mua ghế đi, mua ghế. Mà nói xấu thôi. Thầy Đường nó nói là nãy giờ chị Hai nói xấu. Chị nói vậy nè, thực chất ra đó gu của thầy Đường á, cũng không phải là gu Bội Nhi đâu, mà chẳng qua thầy Đường làm như vậy là để cho Bội Nhi đừng có bị tủi thân. Chị nói vậy á, thầy Đường chả lẽ gu thầy Đường là bà. Đúng rồi, thầy Đường nói là thầy Đường thích ăn sụn và thích những người sữa như chị, và đặc biệt là sữa nhiều. Ok, em chúc mừng chị. Hiểu không, thầy Đường nói vậy thì chị không có nói xấu em. Ok, đúng rồi. Ok, chúc mừng chị. Em để em với chị mà. Thanh Duyên anh chị, chúc mừng chị. Chị ok em cho chị quán quân đó, nhưng mà vấn đề là ảnh hung em, có gì chị lên lớp chị coi. Không, nhưng mà chị lên clip chị coi. Anh không ơi chị luôn. Có hùng hồng, có hùng hồng. Không ơi chị luôn mà. Có hùng hồng. Trời ơi, em nói chị là chị không hài lòng với Bội Nhi nha. Có biết không, chị người ta làm cho Bội Nhi. Chán chiên đi anh. Cho cái gỗ cho khách lựa giùm nè. Chán chiên nè anh chị ơi, quẹo vô. Đó thôi gấp, lấy một. Lửa ra trời. Trời ơi, đeo gì vào dây dễ thương vậy. Lửa đi ăn gì con lửa bỏ rổ đi. Anh chị có mua ghế ngoài chưa? Đúng rồi, anh chị mua ghế và xong anh chị ngồi đâu cũng được. Lấy cái phiếu ghế đó mua đồ ăn cho em đỡ phải trả tiền nhiều. Đó, mày đặng mua một cái ghế như nó bán 30. Cái ví dụ mình mua hai cái là 60 ngàn, mà anh ăn 100 ngàn anh mua thêm 40 nữa thôi. Anh hiểu anh không có mất tiền. Chắc chưa rảnh. Sao ta lấy cái đó đi, mượn tạm đó. Cái đó hồi nó sẽ trừ tiền của em, chứ phải trừ tiền của anh. Anh gặp anh mua đi, có ghế ngồi, ngồi đâu cũng được. Để em ta đứng coi cho mẹ nha. Con muốn chi nước mắm hay sốt thái? Con muốn chi nước mắm hay sốt thái? Đi 4 người, chị mua 4 cái ghế là 500 mấy á. Ví dụ chị ăn 100 ngàn thì còn lại mấy chục, chị mua cái gì cũng được. Nhưng mà ý là cái đó là hồi đó tụi em đổi thì tụi em là người mất tiền chứ phải chị. Bây giờ ra ngoài trả 100 mấy không? Ồ, chị nói một cái con nó bán bữa nay cái ghế nhiều. Chị ra ngoài chị mua rồi cầm cái đó vô đi mua đồ ăn. Cho gia đình, cho gia đình bé, gia đình có bé nhỏ ra ngoài mua ghế rồi. Mình còn trả tiền chưa? Chưa. Bao nhiêu giờ có anh này nhiêu? Đây hôm nay cái phiếu nhiêu vậy ta? Lấy lựa đồ nhiêu? Mình lấy mấy cái này nè, mình trả tiền được. Lấy ghế chưa? Lấy rồi. Ờ đó. Chi nước mắm. Cái này của anh này nhiêu nè, để biết thâu tiền nè. Của anh này hả?
145. Rồi này 60 nè, 100 nè, thêm 45.000. Mọi người mua cái này là quyền lợi của mọi người, cho nên là mọi người vô đây mọi người cứ mua nha. Cái này là 30.000 cho một cái ghế, nhưng mà mọi người không mất tiền. Mọi người lấy cái này đi mua đồ ăn, mua nước, mua cái gì cũng được. Cái người mất tiền là những cái gian hàng thu cái này. 25.000 nhưng mà em bị trừ. Ê. Là nó trừ thẳng vô đây nè.